Các bạn ơi, hôm nay là ngày đầu tiên mà bạn Vani đi nhận lớp của mình nè. Sáng thì bạn Vani đã dậy rất là sớm vì hồi hộp á. Bây giờ mẹ Dương sẽ đưa bạn Vani đến trường để nhận lớp và xem coi là khung cảnh của ngày hôm nay của trường của bạn Vani như thế nào nha. Còn Ruby thì tuần sau mới đi nhận lớp cơ, tại vì lớp 1 á sẽ ưu tiên là đi nhận lớp trước các anh chị. Sắp đến trường của bạn Vani rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mẹ Dương sẽ phải đưa bạn Vani vô trường các bạn ạ. Bây giờ Ruby sẽ thay mẹ Dương bế anh Cherry. Rồi, ok. Ủa, ôi, mẹ cho chị đi học con ơi. Bây giờ mẹ Dương cho chị Vani đi học. Lên đây ngồi bố nha, Rồi bây giờ mẹ Dương đang dẫn bạn Vani đi vô trường nè. Đây là bạn Vani đang ngồi chờ để nhận lớp của mình. Bây giờ hiện giờ thì không có bạn nào biết mình học lớp nào hết á. Thầy chờ lát nữa cô giáo đọc tên để mình đi nhận cô giáo chủ nhiệm nha. Trong lúc mà chờ mẹ Dương cả Vani ở trong trường thì ba bố con mình đi ăn cơm tấm. Cơm tấm Cherry thì vừa mới gửi ông bà ngoại rồi. Con lấy mũ ra làm cái gì? Quỷ thầy Hoài, xin mời hai cô. Lớp 1, 2 của bạn Vani. Các bạn đang. Và xin mời hai cô về vị trí lớp của mình. Hello. Và em đầu tiên của lớp 1, 3 Đỗ Đăng Khoa. Wow, đây là các bạn của Vani nè. Trần Quyên Duy. Trần Ngọc. Bạn Quyên hả con? Bạn Quyên hả? Số 5 Đảng Quyên Vân Anh. Số 6 Lâm Minh Ngọc. Số 7 Nguyễn Hoàng. Tiên Tường. Tiên Tường. Nguyễn Trần Thảo Thơ. Xúc xím có một phần riêng cơm đây. Cũng ngồi ăn như người lớn. Anh đi mang nhỏ đi. Mà bán không mang sườn. Xe ăn trứng không? Vô. Nó vô lẽ là được uống nhiều. Trần Dịch Minh. Võ Lê Ngọc Nghi. Rồi bây giờ mẹ Dương sẽ đi ra về. Chút nữa 9 giờ rưỡi mẹ Dương sẽ quay lại trường để họp phụ huynh đầu năm với cô giáo của bạn Mỹ Phương Vani nha. Bây giờ là 9 giờ rưỡi mẹ Dương bắt đầu đi vô để họp phụ huynh với cô giáo đầu năm của bạn Mỹ Phương, bạn Vani nè. Còn bên lớp 1 là có Phương Linh. À, đó.
bây giờ phải đi chụp hình thẻ cho bạn nè. Với lại phải đi ra nhà sách mua thêm nữa. Bây giờ mình sẽ đi chụp hình thẻ cho bạn Vani. Với lại mua thêm một ít đồ mà cô giáo dặn ở trong đây nữa. Mà hôm bữa mình đi nhà sách thì mình chưa có mua đủ. Bố mẹ phải mua rất là nhiều thứ cho con đó. Và ngày mai là bố mẹ sẽ không đi vô trường nữa mà sẽ tạm biệt Vani. Vani sẽ tự đi vô cổng. Đó. Rồi bố mở cốp xe lên. Chắc nước miếng là hai mẹ con uống không? Ruby ở nhà. Cô học tiếng. Con có chơi đâu, hồi nãy con được coi tim. Đi lúc mà con học xong con đi làm đợi nón. Đợi nón. Việt Nam đợi nón. Xong rồi con học xong. Nè Vani ơi, nón nè, và nón Vani đổ vô. Con học xong con được. Con được lên lầu coi phim á con. Tập sướng. Ui rồi. Rồi ok. Mẹ coi đi bộ về chứ. Ai ngờ. Ủa nhìn anh biết anh đi ra anh đón hả? Thì tầm 10 rưỡi anh chạy ra thôi. Bố tốt ghê, bố uống gần hết nước mía còn nó xéo à. Tại đợi lâu quá. Tốt đến nỗi. Con mà. Hết tôi. Hết luôn. Ok, let's go. Rồi, let's go. Ra coi ra coi ông chồng hả? Ừ, coi ông chồng khỏe quá không? Đây là 28 này. Cái này mùi to đúng không? Dạ. Mùi to là 25.